Với nhiệt độ ngày hè càng tăng cao, máy ép chậm Hồng Xin sẽ cùng mẹ giúp cả gia đình khởi đầu ngày mới thật sảng khoái, thanh nhiệt cơ thể bằng những ly nước ép trái cây thơm ngon, thanh mát và bổ dưỡng. Với nhiều tính năng vượt trội, giúp có ly nước ép hoa quả chỉ trong tích tắc, vừa tốt cho sức khỏe, đẹp dáng, đẹp da, chị em thanh lọc cơ thể, thích hợp cho những ai mùa hè bị nóng trong người, nổi mụn nhọt, da xấu, ảnh hưởng. Đặc biệt, trong nhà có trẻ nhỏ lười ăn rau củ, luôn là nỗi lo lắng của các bà mẹ, thì nay đã có máy ép chậm Hồng Xin RH312, giải pháp tối ưu cho mẹ và bé. Máy ép chậm Hồng Xin giải quyết hết các vấn đề mà máy xay sinh tố và máy ép nhanh không thể làm được. Ép dễ dàng cả những thực phẩm có nhiều xơ, cứng, cho nước ép lượng nhiều gấp 1,5 lần, ép khô bã, ép kiệt bã. Hạn chế quá trình oxy hóa tối đa, giúp giữ chọn được những dưỡng chất, vitamin có trong rau củ quả. Với thiết kế miệng chứa thực phẩm rộng, có thể ép nguyên quả như táo, kiwi, ổi, lê, không mất nhiều thời gian cho thao tác cắt nhỏ, tiết kiệm được 50% thời gian chế biến. Chưa đầy 10 giây đã có ngay thức uống vô cùng sánh mịn, bổ dưỡng, đảm bảo sẽ không làm bạn thất vọng. Chị em có thể tận dụng bã hoa quả như là dâu tây, táo sau khi ép làm mứt hoặc bánh, vừa ngon lại vừa tiết kiệm. Với thiết kế trang nhã, sang trọng nhưng nhỏ gọn, tiện dụng, không chiếm nhiều diện tích, động cơ chống tiếng ồn, hoạt động êm ái, có chế độ ngắt tự động, khóa trẻ em an toàn, dễ tháo lắp dọn rửa. Máy ép Hồng Xin là sự lựa chọn tinh tế cho căn bếp nhà bạn. Máy ép chậm Hồng Xin RH312 cam kết hàng chính hãng, bảo hành 2 năm. Hãy nhanh tay sở hữu ngay máy ép trái cây Hồng Xin RH312 vì lợi ích sức khỏe cho cả gia đình bạn.